cái trang là Kiền Ba Chân đưa cái thông tin là một người phụ nữ ba que cách đây 2 tuần trước là kéo ra biểu tình là để mà đòi để mà mở cửa cách ly, mở cửa kinh tế để cho làm neo những cái tiệm neo ở trên tiểu bang Cali. Hiện nay cô đó đã chết và tử vong về cái nhiễm nhiễm COVID-19 rồi. Anh chị cũng có nghe là cái clip mà Nhiên con ngủ đi, có sữa đó con ngủ đi. Cũng có nghe cái clip mà Nhiên cắt về á, thì anh cái anh mà phỏng vấn của mấy cái người phụ nữ đó nói sao anh chị biết rồi đó, nói hỏi có con corona không, thì cái mấy người phụ nữ đó nói là corona thì có nhưng mà không tin con corona có chơi cái túi xách thủ công, sản xuất túi xách thủ công. Thì mấy người phụ nữ nó nói gì nè anh chị, nói là có corona chết từ Trung Quốc rồi, từ Ý, từ Đức, từ Pháp có chết đó, nhưng mà những người phụ nữ sống tại tiểu bang Cali họ không tin tưởng con corona chết như vậy, nhiễm mà chết như vậy. Thì cách đây 2 3 tuần thì đi chung với bé Tí đó anh chị, thì kéo biểu tình đó, thì anh chị thấy không, đấy là nhiễm ca tử vong chết rồi. Anh chị thấy là cái dân trí của dân trí của người dân ở xứ châu Âu nước Mỹ rất là thấp không anh chị? Cái dân trí của họ mà hiểu biết về mà cái con virus con corona 19, con COVID-19 anh chị. Cái dân trí của cái người là ba que sọ lá đang sinh sống tại Cali á, tại Mỹ, họ cái dân trí của họ hiểu biết rất là thấp. Tại sao Nhiên nói thấp anh chị? Cái con COVID-19 là cái con virus nó không màu, nó không mùi, nó không màu, nó không nó không mù màu, không mùi vị, nó không gì hết, nó như một cái con ma mà không không có mà nó là có con ma trong không khí. Ai mà sơ hở không đeo khẩu trang là nó chỉ nhập vô thôi. Con COVID-19 là con ma trong không khí, ai mà không đeo khẩu trang là nó chỉ nhập vô rồi thôi. Cho nên Nhiên mới nói là cái dân trí của nước Mỹ, cái người ở sắp đang sinh sống ở nước Mỹ, cái dân trí của nước Mỹ họ sao họ hiểu biết rất là thấp kém, cho nên sao họ mới chết về cái con corona, đúng không? Trong khi đó cái nước Việt Nam của chúng ta phát triển sao mà dân trí trong nước của chúng ta, dân trí trong nước đất nước Việt Nam chúng ta là sao? Cao hơn cái dân trí của nước Mỹ. Tại sao cao hơn anh chị? Cái dân trí của người Việt Nam chúng ta cao hơn là sao? Là biết cái con ma corona này là nó gì, nó vô hình. Nó vô hình, không thấy hình bóng gì của nó hết á. Mà sao cái người dân Việt chúng ta dân trí cao hơn là sao? Là cùng nghe theo chính phủ của chúng ta, cùng nghe theo chính phủ chúng ta cách ly ở xã hội tại nhà trong vòng 2 tuần, không chẳng những là cách ly những cái xe liên kết giao thông ra xe đó anh chị thấy không, đóng cửa tất cả tiệm quán rồi những cái như vũ trường quán bar rồi những cái siêu thị lớn cho đất nước Việt Nam chúng ta đóng cửa cách ly như vậy, rồi người dân chúng ta cách ly như cái gì, nhà cách nhà đúng không, nhà cách nhà, tổ cách tổ, ấp cách ấp, xã cách xã, huyện cách huyện, tỉnh cách tỉnh, thành phố cách thành phố. Đó là sao, là người dân chúng ta nghe theo chính phủ Đảng Cộng sản, nghe theo bác Nguyễn Phú Trọng, nghe theo bác Nguyễn Xuân Phúc đó, bác Vũ Đức Đam vừa qua, là sao người dân chúng ta nghe theo lời theo chính phủ chúng ta là dân trí của chúng ta cao hơn. Cho nên nó dân trí ta cao hơn, cho nên là dân trí Việt Nam chúng ta là người Việt Nam chúng ta không có bị chết vì con corona. Còn cái dân trí của nước Mỹ, họ họ 300 năm không họ không không có chiến tranh mà cái dân trí họ rất là thấp. Họ họ cái gì họ cũng đi trước hết.
họ cái gì cũng đi trước mình hết, họ giàu nhất thế giới luôn, mà cái dân trí của họ rất là nghèo. Cái dân trí mà của những người mà đang sinh sống tại nước Mỹ á, là những người mà ba que xỏ lá đó, cái dân trí họ rất là thấp kém, và dân trí họ rất là nghèo. Tại sao dân trí họ thấp kém nghèo? Tại vì sao? Họ không hiểu biết, cho nên sao họ coi thường cái mạng sống của họ đó. Cho nên họ mới tử vong vì con corona. Một ba que đã chết vì con COVID-19 sau khi biểu tình ở California. Vào chiều thứ Bảy ngày 16 tháng 5, một cuộc biểu tình lớn nhất thành phố đã diễn ra với rất đông nhóm người Việt Nam ra biểu tình. Theo tuyên bố của ông thống đốc bang California, những ca nhiễm đầu tiên đã xuất phát từ các tiệm nail. Nhiều người không đồng ý với điều đó và bức xúc. Anh chị, ông thống đốc ông nói cũng đúng. Anh chị biết không? Khi mà một người mà nhiễm corona, nhiễm COVID-19 anh chị, khi mà họ mình là cái người nhiên là từng một thời nhiên cũng là học neo, nhiên học thì chính phủ ta khuyến cáo là người dân là phải xịt cái nước cồn vô để rửa tay, đúng không? Nhưng mà cái những người mà làm neo đó trực tiếp với người làm nhiễm corona, trực tiếp là cầm tay cầm chân nè anh chị, rồi khi mà cái người mà làm nail đó, cái người mà làm nail làm móng tay móng chân đó anh chị biết không, là họ sao, họ họ còn phải cái gì, còn họ giao tiếp với cái người mà khách của mình nữa, vô không lẽ giờ ngồi cứ cắm cúi làm không, mình phải là sao, mình phải giao tiếp với khách, mình nói chuyện với khách để mình đánh trống lảng cho qua một cái thời gian, chứ nhầm khi mà làm một bộ tay bộ chân nó tới 45 phút đồng hồ là anh chị đó, cho nên thời gian nó rất là lâu, cho nên mình phải giao tiếp với khách để làm chi, để mà đánh trống lảng cái giờ, để mà cho cái người khách đó thoải mái hơn, để mà mình làm cho nó người ta không để ý giờ giấc đó, cho người ta không thấy lâu đó. Làm bộ tay với bộ chân mà làm cắt da không với sơn không là 45 phút đồng hồ, còn chưa về gò tay gò chân mà đắp bột rồi chưa tính nữa. Thì Nhiên đọc lại như em gì em Thủy gì nè, Nguyễn Thị Thủy nè, một người phụ nữ ba que chống cộng cực đoan đã nhiễm COVID-19 sau khi biểu tình ở California. Chiều thứ Bảy ngày 16 tháng 5, một cuộc biểu tình rất lớn thành phố biển đã diễn ra với rất đông người Việt Nam biểu tình. Theo tuyên bố của ông thống đốc bang California là những người nhiễm đầu tiên đã xuất phát tại tiệm nail người Việt, người đã không đồng ý và với điều đó và rất bức xúc. Những người Việt biểu tình ở ở Cali á anh chị, đã cho rằng số liệu thực tế người tử vong chỉ chiếm là có 1% thôi đó anh chị, đã mà báo chí của nước ngoài đưa luôn đó. Nhưng mà người Việt mà chống cộng, cái dân trí họ thấp, mà họ nói là cái người mà chết corona chỉ có 1%, tại sao cái dân trí họ thấp, họ không hiểu biết, sống nước văn minh mà họ không hiểu biết, mà họ nói là đưa ra không 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 chuẩn, chết có 1%, mà cho nên họ mới vậy. Của dân số trên toàn cầu lãnh thổ Mỹ, hơn một tỷ lệ người thất nghiệp lên tới là 18,7 ngàn 200 trường hợp. Những người biểu tình cho rằng mình có sức đề kháng, có thể chống lại dịch bệnh và bao vây cơ thể hành chính ở California đó anh chị. Những người Việt biểu tình cho rằng cúm COVID-19 chỉ là cúm bình thường, và trong suốt cuộc biểu tình không một ai đeo khẩu trang, là đeo mask đó anh chị. Để chữ đeo mask thì đất nước ơi, ở trong nước mình thì không biết chữ mask là gì đúng không? Đeo mask là đeo khẩu trang đó anh chị. Kể cả cảnh sát,
ở California cũng không đeo khẩu trang luôn. Đến hôm nay, cảnh sát thành phố ở Cali thông báo trường hợp người Việt tử vong. Theo phía cảnh sát, đội ngũ bác sĩ xét nghiệm tử thi thì có thấy Anna Linh nha, cái tên cái người mà bao que xỏ lá mà chết vì con Covid-19 là tên Anna Linh tử vong. Cô là một trong những người Việt biểu tình thành phố ở thành phố California, ở tiểu bang California. À, do đã dương tính với cô dương tính SARS COVID-2 hơn 5 ngày. Điều đó đồng tình với việc cô Anna Linh đã tham dự biểu tình trước khi tử vong. À, hiện tại cảnh sát cuộc điều tra cách ly các nhóm đối tượng, đặc biệt nhóm người Việt rất đông biểu tình. Hiện tại gia đình cô Anna Linh đã được đã đã Linh cũng đang được các cảnh sát đưa đi cách ly tại khu cách ly. Đặc biệt sẽ bắt buộc mỗi cá nhân nhóm người biểu tình nộp phạt lên tới là 10.000 USD đấy. Tự do dân chủ đấy, tự do dân chủ đấy, nộp phạt 10.000 USD rồi cái này rồi xong. Nhiên nói lại cho nha, đặc biệt sẽ bắt mỗi người cá nhân trong nhóm mà người Việt mà đi biểu tình đó phải nộp phạt là 10.000 USD vì tội cố ý gây gây lây lan F1 khi đã trực tiếp với cô Anna Linh. Các bác sĩ khai báo Anna Linh sau khi bị phát hiện nhiễm Corona điều trị tại bệnh viện nhưng không thể qua khỏi khi cô Corona đã phá hủy lá phổi của cô. À, cái vụ này nè anh chị nhớ không, ở Việt Nam có chúng ta khi mà cách ly á, khi mà chính phủ kêu á, là nhà cách nhà, tổ cách tổ. À, khi chính phủ Việt Nam của chúng ta ra một cái công văn là mình phải cách ly xã hội. Chúng này khi mà cách ly xã hội anh chị nhớ không, thì ra một công văn cách ly xã hội là chính phủ là Nguyễn Xuân Phúc và bác Phó Thủ tướng Nguyễn Đức Đam ra cái công văn anh chị nhớ không, ra công văn là cách ly xã hội. Thì có một số em ở trong nước á, là không đeo khẩu trang mà còn chống người thi hành công vụ, thì chỉ phạt bao nhiêu tiền anh chị nhiên quên rồi, anh chị cho số liệu giùm đi anh chị. Thì anh chị nhớ không, thì cái bọn bao que xỏ lá á, là nó làm sao anh chị, tất cả cái bọn chống cộng ở hải ngoại lợi dụng cái điều đó bắt đầu sao đó, xuyên tạc rồi bắt đầu quậy phá, để quậy phá rồi làm gây rối loạn mất an ninh trật tự ở xã hội ở Việt Nam chúng ta. Đặc biệt hiện nay bây giờ những cá nhân mà những cái nhóm người mà ngày 16 tháng 5 2020 á là đi đi biểu tình ở trên tiểu bang Cali đó anh chị, thì những người này bị cảnh sát phạt mỗi một người 10.000 USD. À, cái vụ này anh chị nhớ không, bỏ lá á, là nó ui ở đâu nhảy lên đây vậy đó. Vậy mà không nghe cái bọn bao que xỏ lá nó nói gì hết anh chị. Đi đi tù 9 tháng đó. Anh là nhớ phạt 1,5 triệu gì rồi đi tù 9 tháng anh chị nhớ không đó. Vậy mà cái bọn bao que xỏ lá đó nó xuyên tạc đủ cách đủ kiểu đấy. Rồi bây giờ sao tại mà cái dân trí của nước Mỹ, cái dân trí của cái người nước mà cái đó là tin đồn nhảm anh chị. Đây nhiên mà sẽ mở lại những cái đoạn clip đó cho anh chị xem, thì anh chị coi cái dân trí của họ thấp.
người Mỹ gốc Đu Càng mà sao biết tiếng Anh. Đó. À. Anh chị biết tại sao mà cái dân trí của bọn Ba Que á, cái bọn mà Ba Que phản động nó lưu vong nó thấp không anh chị? Tại vì họ đi qua xứ của nước ngoài á anh chị. Cái xứ tư bản á, cái xứ nước ngoài á, họ đâu có biết tiếng Anh. Đâu phải là ở quê nhà mình nó làm cứ lời mời lệt mệt làm nhiều ăn nhiều đâu đúng không? Còn đi qua nước người ta phải làm sao phải cày kiếm tiền để trả tiền nhà, tiền ăn, tiền sinh hoạt hàng ngày. Họ mà có đói họ đâu có xin ai. Còn ở trong nước mình có đói có nghèo khổ mình đi qua xin bà con dòng họ hay xin bạn bè trong 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 chỗ mình được. Giá tỷ nhiên ở ngoài chợ đi, nhiên có đói có nghèo đi, nhiên đi ra chợ ngoài ơi, bữa tao tao đang kẹt tiền mày cho tao mượn 500 ngàn, 1 triệu thì bà con cho mượn, đúng không? Ở nước ngoài không ai cho anh chị mượn hết á. Thằng ngày nấy lo. Nhầm khi nhiên đi ra mua đồ của bạn bè xanh quanh đó. Đó. À, nhiên nhầm khi nhiên mà đi mua 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 đồ bạn bè xanh quanh ngoài chợ á, đúng không? Cái bạn bè đó thôi, mà trong khi là mua là 15 20 ngàn đó nha. Mà trong khi 15 20 ngàn ở Việt Nam á, là mua theo bên Mỹ mà cái món đồ của mình mua rau củ quả đó thì ở bển cũng 3 400 ngàn. Vậy mà cái những chị em xung quanh mà ngoài chợ nó thôi đi, có một mình mày mua nhiều rồi tính tiền làm gì? Khỏi đi có tính tiền đâu, tại vì mình ăn uống chị em mình bao bao qua bao lại ngoài chợ là cái tình người đó đó. Còn ở Mỹ nó không có. Ở Mỹ á, là tiền trao cháo múc, không có tiền thì múc cháo vô. Là dù tình dù dù người Việt với người Việt với nhau họ vẫn bán sòng phẳng chứ không có vụ mà cho như cái người Việt Nam và cái tình cảm của người Việt Nam ở trong trong nước được đó, đi sống nước ngoài là nó như vậy đó anh chị. Cho nên nó là những người mà Việt mà đi sinh sống ở hải ngoại á đó, họ có cái dân trí của nó, những người Việt xin lỗi không có nói là những người Việt là những người kinh doanh, những người Việt mà chống cộng mà đi sao con cháu của những người chống cộng gọi là Ba Que đi biểu tình đó anh chị. Anh chị thấy những người đi biểu tình đó là không bao giờ có những người Việt mình đi đâu nha. Những anh chị mình là những người kinh doanh đó, là những người yêu quê hương yêu đất nước đó, họ hiểu, họ không bao giờ đi biểu tình. Những người Việt mình đang sống ở tại Mỹ, những người Việt mà yêu quê hương yêu đất nước đó, là những cô bác anh chị em đó đều hiểu họ không bao giờ đi biểu tình. Có chỉ bọn Ba Que nó ăn tiền ve phe và nó đi làm thuê anh chị, nó phải rằng nó đi biểu tình. Thì anh chị đi biết đi, nó đi qua đó nó không có tiền nó làm sao, tiền trợ cấp đâu có đủ trả tiền nhà đâu, 1.200 đâu đủ tiền nhà, và 1.200 đó mình tiền vừa 1.200 đó là đâu không đủ tiền sinh hoạt nữa, không đủ tiền mua đồ nữa. Ở Mỹ 100 đô mai trả ra 120 đô liền đó. Ở Mỹ mà 100 đô đầu nó cho vay đó, ở Mỹ á mượn 100 đô ngày mai ra 120 đô đó. Đó. Anh chị nghĩ đi rồi xong anh chị biết ha, cái người mà những người mà Nhiên nói là đi kéo biểu tình á, đi kéo biểu tình mà ngày 16 tháng 5 vừa qua đó anh chị, cái dân trí của họ nó thấp là tại sao họ không có đi học tiếng Anh, họ không hiểu tiếng Anh, họ không biết tiếng Anh. Thì hỏi anh chị bây giờ mình người Việt đúng không, anh chị phải biết tiếng Việt, anh phải biết chữ, anh chị phải biết chữ, anh chị phải biết đọc những cái tờ báo. Thì anh chị tối ngày tiếp xúc như báo chí nè đúng không, anh chị phải nghe những cái đài truyền hình. Bây giờ anh chị không biết tiếng Việt đi thì anh chị làm sao nghe được đài TV1 hay đài Cần Thơ hay đài An Giang mà những cái đài đó người ta đưa đưa thông tin chính thức cho mình nghe để mình hiểu. Không 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 biết tiếng làm gì, tối ngày cứ cắm cúi mở mắt ra thì là ôm cái chân cắt da cắt móng đi massage chân cho người ta, ở đầu tối về cái xong lăn đùng ra tắm leo lên gặp cái giường. Sáng ra thì ôm cái xe chạy tới chỗ làm, đầu đi vô chỗ làm ôm cái chân. Hết giờ đầu tới chạy xe về là tới nhà 7 8 giờ tối rồi xong. Tắm leo lên giường chỉ biết vậy thôi. Cho nên cái dân trí của cái bọn Ba Que xỏ lá, cái bọn chống cộng cái dân trí của họ thấp, cho nên sao họ không hiểu biết gì. Cái con corona này nó vô hình và nó cái tác hại của nó rất là mạnh như thế nào. Cho nên là những người mà Ba Que xỏ lá này chết vì có con corona đó. Chứ con người người ta mà hiểu biết á, thì không bao giờ á. Thành thật mà nói chúng ta cầu mong cho những tình hình dịch corona thế giới chấm dứt. Em nói cho anh á, ai cũng muốn, không có ai mà muốn cho cái nạn nhân đó chết hết. Nhưng mà sao mà Nhiên nói với anh á, là cái bọn chống cộng cực đoan cực ngu này nè, cái đầu nó ngu như vậy đó.
anh chị bây giờ đó, cho nên á, như một số người mà trong nước mà theo nghe theo cái bọn phản động á, anh chị nghĩ đi, nó ở nước Mỹ mà nó không tin gì con cu đâu nè, mà nó đi ra ngoài đường nó kéo biểu tình đó, nó sao nó kêu đã đảo ông bang thống đốc ở tiểu bang Cali phải mở cửa cho nó đi ra để làm neo. Anh chị nghĩ cái dân trí nó thấp không, đúng không? Con cu luôn nè, nó chết là nó con cu luôn nè, là gì, là con ma nó vô hình, nó không biết bà con dòng họ với ai, đứa anh lại là nó nhiễm qua cái đường gì, nó qua cái đường hô hấp của chúng ta, không đeo khẩu trang là vô đường hô hấp, nó chỉ cách một thước thôi là nước bọt chúng ta đã văng bay qua rồi, bay qua đối người đối diện rồi, lại nó qua cái đường hô hấp mà không đeo khẩu trang thì sao cái dân trí của họ thấp, họ mới ngu. Ở trong nước đã, ở trong nước là ông ở trong nước là sao, là nhà cách nhà, đúng không? Ở trong nước Việt Nam chúng ta nhà cách nhà, tổ cách tổ, ấp cách ấp, xã cách xã, huyện cách huyện, tỉnh cách tỉnh, thành phố cách thành phố, người dân trong nước chúng ta làm như vậy. Mà khi mà không ra đường, nó có việc gì, có công việc mà trong khi mà chúng ta là cách ly 2 tuần á, là sao, là ở trong nhà, trừ khi chúng ta thiếu đồ ăn thức uống mới nên đi siêu thị hoặc đi chợ đó. Khi mà đi siêu thị đi chợ, khi mà vô siêu thị đi vô chợ chợ thì sao, chúng ta phải rửa tay nè, đeo khẩu trang nè, rồi á sao có người ngoài chợ đo nhiệt độ chúng ta khi đi chợ coi, khi mà chị này bước vô chợ, đúng không, làm những cái hàng rào trắng, khi giá tỷ nhiên mà đi vô chợ trong cái thời gian cách ly đi thì sao, mình đi vô mình rửa tay bằng cồn nè ha, phải đeo khẩu trang này ha, đi vô trong những cái chợ đó là sao, là có người là phải đo nhiệt độ mình không có nóng sốt mới cho mình vô chợ, còn khi mình nóng sốt là không cho vô chợ. Ở Việt Nam kỹ như vậy đó thì đâu có vụ mà chết. Cho nên cái dân trí của Mỹ, dân trí của nước Mỹ, cái người Việt dân trí nước Mỹ họ còn một số dân rất là thấp. Nhớ kỳ rồi có một cái ông bảo vệ, mà cái bảo vệ của cái siêu thị nào kêu cái người người Mỹ á, là phải đeo khẩu trang, rốt cuộc cái anh bảo vệ của siêu thị đó bị bắn chết. Người ta kêu đeo khẩu trang để bảo vệ chung, mà cái người Mỹ bắn chết cái người siêu thị, cái người bảo vệ siêu thị đó. Anh chị thấy không, cái dân trí của nước Mỹ như vậy đó. Cho nên mà là một số cái bọn bao que như Anna Linh là cái con bao que xỏ lá, nó chết về cái dịch về cô dịch cúm corona này.